Hi, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GB khám phá Nhật Bản nha. Thì bây giờ mình vừa mới đi làm về tức thì mình đang có chỗ bãi đậu xe nè. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giả vờ mình sẽ không nói gì và mình sẽ về sớm. Sau rồi mình sẽ đột kích vào trong nhà để coi coi Megumi đang chuẩn bị đồ ăn đủ như thế nào. Thường thường Megumi sẽ về vào lúc khoảng 4 giờ chiều đi đón con xong rồi về làm cơm làm nước á. Mình là 8 giờ 9 giờ mình về đến nhà rồi mình sẽ ăn cơm nước. Để coi coi hôm nay mình sẽ quay bức thình lình để coi coi Megumi nhà cửa có dọn dẹp hay không, rồi đang làm món cơm gì để cho các bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ đi bộ vô trong nhà và mình quay cho các bạn cùng coi nha. Đi nha mọi người. Đây nè các bạn, bây giờ mình đang đi bộ vào trong nhà nè. Trời hơi tối nha mọi người. Ở ngoài thì hơi tối, thì bây giờ mình sẽ đi bộ vào bên trong. Bên trong thì có thể nó sẽ sáng. Hôm nay là ngày thường các bạn, mình đi làm về như mọi ngày thôi. Bây giờ sẽ đi vô trong nhà bức thình lình nha. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ mở cửa đi vào nhà nha. Yên lặng nha. Đây. Đây. Cặp sách quần áo gì để đầy đây nè. Giờ đi vô trong nha mọi người, đang làm gì đây? Yên lặng nha anh em. Không thấy ai hết. Đi đâu hết rồi? Sao đây mà? Ikinari totte ikinari kaette kite namo yowanazu ne kaette kite nani yatte no ka. Đây các bạn coi nè. Megumi đang làm gì vậy? Nani yatte no? Honto? Đây các bạn coi Megumi đang. Thằng nhóc này đang chơi cái con thỏ nè. Cá da bao bao kìa. Thấy bác bà cái chạy lại. Không được, không được cầm điện thoại của bác bà đâu. Sao? Ok. Đâu, làm món gì đâu? Ôi, hôm nay là món gì đây? Món này là món tonkatsu, là món thịt heo chiên giòn các bạn, ăn với rau nè. Đây cái bếp nè. No, ikinari kaette kite chanto yatte no ka chanto souji shite no ka check. Đây các bạn coi. Megumi đang ấy là đang chuẩn bị cơm nè. Đây là 8 giờ 15 phút rồi các bạn. Nói chung đây. Nhà cửa thì cũng chưa dọn dẹp gì nè, cũng hơi bừa bộn. Tại nhà con nít là Lily. Lily. Ở Lily nó không mặc quần áo thôi, không quay, không quay. Lily nó đang cởi trần của mọi người. Quay qua đây coi. Lily đang nằm trong phòng cởi trần. Nói chung thì đây sofa đây. Nói chung thì cũng không có bừa bộn lắm. Có cái khăn này, con nhóc nó cầm nè, mấy con chó rồi nè, đồ chơi của nó nè. Ok. Về bức thình lình để coi coi. Có khi các bạn thường thường các bạn coi trên cái video là tụi mình quay video là tụi mình dọn dẹp xong hết rồi ha. Còn cái này là tụi mình về bức tình lình để cho các bạn coi khung cảnh gia đình mình nè. Đây Megumi đang chuẩn bị cơm nè. Chanto yatteru nè. Đâu này cơm có cái gì? Nani ăn nữa? Gohan. Đâu? Ồ có canh nè các bạn. Canh nè, rồi cái gì đây? Đồ chua nè. Cơm nè. Rồi với lại cái gì đây? Minato beta. Nhà mình thì mấy đứa nhỏ với lại Megumi ăn hết rồi nha, còn mình thì về trễ rồi mình ăn sau cùng nha. Ăn sau cùng xong rồi đi tắm. Thường thường Megumi về nhà làm cái gì để mình hỏi coi coi. Để tí nha. Yokusa. Ano yōji gurai kaeru jan. Shigoto owatte. De, kaatta ato ni nani yaru no? だいたい5時ぐらいにリリー迎えに行って、でその10分後ぐらい15分後ぐらいにカザヒ迎えに行って、だいたいお買い物しなければ5時半に家に着くから、そっからもう洗濯物取り込んだり、お風呂作ったりご飯作ったり、でも先にもうカザヒがお腹空いちゃうから先にご飯あげて、まあ、リリーもお腹空いたら先にあげちゃって、
でその後大人のご飯作ったりとかお風呂入ったりとかかな。Ồ, các bạn thấy không? Đó là cái Megumi về đến nhà và làm những công việc ở đó. Chào Furo Scooter. Mister. Mister. Scooter. Không, không, không cần biết. Y cả là. Mình phải về mình kiểm tra coi coi Megumi nấu bồn nước tắm thế nào. Nói dơ nè các bạn. Để mình kiểm tra coi. Đâu. Đó từ Ikina đi check cửa đâu mà. Check cửa. Check cửa. Đây các bạn coi nè. Nấu nước sẵn nè các bạn. Đâu. Đây. Nấu nước sẵn rồi, mình chỉ việc về là mình vô mình tắm thôi nha. Đó. Mở rộng ra nè. Đó. Đó. Về nấu nước sẵn rồi, vợ nhập với các bạn cơm nước rồi, xong rồi chuẩn bị đồ ăn, đồ uống cho chồng con, quần áo. Mày nói là hả, không có, chưa có chuẩn bị trang điểm gì hết mà. Chưa có chuẩn bị trang điểm gì hết mà về bất quên bất thình lình nữa là không có chuẩn bị gì đâu rồi, chạy đâu rồi. Phải dí theo bằng được anh em, dí theo đâu rồi. Đâu, mê cửa tốt đẹp tả. Đây, anh kia anh cứ đi theo bá bay má mà nè. Mình không có quay dính Lily nha, Lily nó không có chịu mặc quần áo, ở đây cởi trần à. Ở nhà nó cởi trần vậy bạn, trời nóng á. Rồi, đây hỏi mình uống cái gì? Uống Osake. Osake. Ano, Pineapple. Đây các bạn. Đó, mỗi lần mà về đến nhà cái là chuẩn bị này, đó. Ok. Đồ ăn, đồ uống. Thường thường thì ăn xong rồi mình đi tắm hoặc là tắm xong ăn. Nhưng mà mình về đến nhà 8 giờ mấy 9 giờ là mình đói quá rồi, rồi mình ăn luôn các bạn. Ăn luôn xong rồi nghỉ ngơi xíu mình đi tắm sau. Cuộc sống bên Nhật mà đi làm phải chịu các bạn. Arigato. Đó mà anh em vô nhà ăn cơm với mình nè. Bữa cơm gia đình thôi. Ê, thôi bây giờ mình sẽ vô ăn cơm nha mọi người nha. Đây các bạn coi, đây là một cái phần ăn Megumi chuẩn bị cho mình đây. Không có gì là sắp đặt hết đó nha mọi người. Sao? Ý kiến cái còi gì nữa? Tắt bê tả. Anh này anh ăn rồi á. Đây. Cơm thịt nè các bạn. Đây là canh nè. Canh, đồ chua. Còn đây là sốt nè. Còn đây là rượu nè. Còn anh này anh ăn xong mà anh đòi hỏi nè. Megumi đây nè. Megumi đừng có quay trúng Megumi ngại các bạn. Ở nhà cũng chưa có lên đồi, cái mặt ăn mặc đơn giản nè. Nó này còn nó cà cô. Bạn về nhà cái là lo làm này làm cái kia, cũng chưa kịp mặc quần áo thay đồ, mặc đại quần áo này mình dễ bất thình lình nè. Nói chung nhìn cũng dễ thương mà, đâu có gì đâu mà. Vì kiểu như Megumi mà người Nhật mà mỗi lần mà quay video hay lên hình gì phải đẹp đẽ bạn. Còn đây mình không báo trước, mình giờ mình quay bức hình lên nữa. Đó, quay cho anh em coi đột kích nè. Đột kích vào trong nhà nè. Ok, giờ ăn nha, Megumi kêu ăn đi nè. Ok các bạn ơi, đây là một bữa cơm tối hàng ngày của mình nha. Đó, không có một sự sắp đặt nào hết về bức hình lên luôn. Bây giờ sẽ mời các bạn dùng cơm nha. Đây, cái này là sốt nè. Đây là bữa cơm Nhật các bạn. Qua sô cửa. Hoa sô cơ là bữa cơm Nhật. Thôi xin mời mọi người nha. Đây, vô một cái nè. 1, 2, 3, vô. À, một ngày đi làm mệt mỏi về. Ăn đi. Ngày đi làm mệt mỏi về, ngồi bữa cơm thế này là quá đã các bạn. À, xin mời mọi người nha. Nói chung cũng mệt quá, cũng không còn sức nữa để ấy nữa các bạn. Để nói chuyện luôn á, để ăn luôn á. À, về đến nhà húp miếng canh rong biển quá đã, xin mời mọi người nè. Quá ngon, xin mời cả nhà nha. À, mời cả. Đúng không? Đây là gạo các bạn, gạo mới mua nè. Nhức ngắt. Nhức ngắt. Mình bị hết hồn. Cho miếng đồ chua vô. Quá là hạnh phúc anh em.
Để miếng rau vô. Xin mời mọi người nha. Không biết nói gì nữa. Bữa cơm ăn chén cơm nóng nóng đã quá. Ăn xong nghỉ ngơi xíu đi tắm nha. Vậy bây giờ tắm xong rồi ăn, có mình đói không chịu nổi. Xin mời mọi người à. Xin lỗi, xin mời nè. Đó. Này. Đỏ quá. Arigato. Cảm ơn mọi người các bạn đang cầm máy với mình. Không sao. Thôi. Thường mình đi làm một ngày là từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Có tháng ra ngày làm thứ bảy. Thường mấy ngày này là tháng mấy ngày gần đây không có ra làm thứ bảy các bạn. Cho nên là những ngày thứ hai đến sáu là mình làm á, từ sáng sớm đến tối khuya để mình dồn hàng lại để mình được nghỉ thứ bảy chủ nhật á. Còn những công ty khác là người ta cứ làm, người ta về đều 5 giờ chiều người ta về á. Xong rồi thứ bảy người ta vẫn đã làm. Còn mình hãy dồn lại hết làm tới 8-9 giờ tối luôn. Xong thứ bảy nghỉ. Đó. Megumi làm chung với công ty mình luôn. Ăn đi, ăn đi. Đây. Muốn đút hả? Megumi làm chung với công ty mình luôn. Đó thì Megumi về sớm tại làm mà bán thời gian mà. Còn mình thì làm full time á. Xin mời mọi người đây nè. Đó, miếng thịt của Megumi nè. Xin mời cả nhà nha. Có đỡ. Cuộc sống mà hạnh phúc đơn giản này các bạn. Nói chung là bữa giờ mình cũng bận quá không ra video nhiều các bạn. Nên tranh thủ hôm nay là phải về mình quay một cái cảnh đột kích để coi Megumi vợ Nhật làm gì. Quay cho anh em coi. Đó để bạn coi cuộc sống sinh hoạt gia đình bình thường thôi. Để bạn hình dung ra, nói chung là mình quay những video gần gũi, cuộc sống vlog đời thường á, chứ không có gì cao sang đó. Giản dị vậy thôi anh em. Các bạn thấy vừa thú vị thì cho mình xin nút like, đăng ký và chia sẻ nha. Mình tranh thủ ăn và mình cho mấy đứa nhỏ đi tắm cho Megumi nữa. Các bạn thấy video thú vị cho xin nút like, chia sẻ và đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau nha. Bye bye.